Một câu hỏi của bạn, cũng không phải là câu hỏi, lời khuyên. Em làm nghề cũng hơn 2 năm, mà trước làm tiệm kia làm lương, thợ đông, nhưng khách vào thì trốn tránh hết. Tức là làm ăn lương, hiểu không? Làm ăn lương, khách vào thì dừa nhau, trốn tránh, không muốn làm. Giờ em làm chỗ khác, làm ăn chia, nhưng thợ này giành nhau, cạnh tranh nhau. Em cảm thấy chán quá, cho em một lời khuyên. Đó, hai môi trường khác nhau. Một là làm ăn lương thì đấy, không mục tiêu, trả lương mình rồi, thích làm thì làm cũng làm thôi. Hai là làm ăn chia. Làm ăn chia thì không làm không có tiền, mà bây giờ làm đông thợ tranh giành, giật giành giật. Tôi khuyên như thế này, hãy cứ ở môi trường làm ăn chia. Để gì? Để mình có mục tiêu. Chính những cái người đồng nghiệp đó là người rèn luyện cho mình, là người rèn luyện cho mình. Miễn sao mình sống tốt với anh em, mình giữ được cái đạo đức nghề nghiệp, lương tâm nghề nghiệp, mình không làm gì trái với lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp giữ tốt, đến nửa thì cắt, còn anh em tranh giành. Đấy là người ta đang rèn luyện cho mình tính kiên trì, tính chịu đựng. Mình vào trong một cái môi trường như thế, một đàn sói như thế, thì mình cũng phải trở thành con sói. Nhưng thành như thế nào thì đấy là việc của bạn. Nhớ là giữ đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp, sống tốt với anh em. Ok không ạ? Okay. Còn cái môi trường ăn chia mới là môi trường cho bạn để bạn chiến đấu. Chúc bạn thành công.